Ngư dân Cà Mau thì cũng đón nhận tin vui. Hiện bà con ở khu vực miền Tây đang trúng đậm mùa ruốc. Nhiều hộ thì có mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Phóng sự sau đây thì sẽ giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về niềm vui được mùa của ngư dân tại đây. Hàng năm, bắt đầu từ tháng 4 đến khoảng tháng 9 âm lịch, ngư dân khu vực miền Tây bước vào mùa khai thác con ruốc. Theo bà con ngư dân, con nước này người làm nghề khai thác ruốc trúng đậm nhất so với từ đầu mùa vụ đến nay. Bữa kiếm chục vài triệu được, mà trời nắng nha, trời mưa thì không có đâu. Bà con nếu trời mưa thì không có, mà trời nắng thì bà con kiếm sống được. Nước này thì nói chung là người dân này là cũng rất mừng, thì là vô được vụ là được hai ngày này là trúng cắt đậm thì cũng được cỡ 7-8 triệu, chục triệu được. Đây cũng được 3 ngày, ngày cũng được người cũng 20-30 triệu. Một ngày mọi người thu hoạch. So với mấy con nước khác thì nó như thế nào? Không, đợt này chúng nhiều hơn. Hiện sau khi phương tiện cập bến, ruốc tươi được ngư dân bán với giá từ 5.000 đồng đến 12.000 đồng một ký. Do thời tiết đang tốt nên bà con ngư dân thường phơi ruốc cho khô rồi mới bán. Ruốc khô có giá dao động từ 50.000 đồng đến 52.000 đồng một ký. Cá lớn thì chúng nha, cá lớn người cũng vài ba tấn, còn nhỏ thì cũng 1-2 tấn nha. Là bà con ở đây nói chung là nhờ cái biển mà sống không à. Cái mùa tới mùa nè. Vài ngày tới, nếu thời tiết tiếp tục ổn định, biển ít động, bà con ngư dân sẽ gặp thuận lợi trong việc khai thác ruốc và có khả năng sẽ tiếp tục trúng đậm.